Chào tất cả các bạn nhé. Video này mình sẽ sửa cái bếp này. Thương hiệu Treo ED-DIH2000A. Cái bếp này khách đầu trên Thái Nguyên đến Bắc Giang ấy, nói cho mình biết là mua ở trên đấy, sau đó là hỏng một bên nhá, hỏng bên phải bên trái mình không nhớ, bởi vì cái đồ này mình nhận mọi người nó lâu rồi mà. Mẹ mình nhiều việc mình chả nhớ. Coi nó ghi kính gì chứ mấy tìm ra ban cái kinh này. Thế là bị hỏng thì em đem ra cái lơi bán. Đem ra lơi bán thì họ sẽ xử lý cho. Nhưng mà đem đến 4-5 lần rồi thì hỏng là nhiều quá, tức là bị lỗi không ngờ đem đến cái lơi bán này họ sẽ bảo hành hay là họ sửa mất phí. Chắc là hết hạ, hết bảo hành thì họ sửa mất phí gì đấy. Nên sửa đến 4-5 lần. Rồi họ còn nói là người thay cả bo mạch mới gửi từ Hà Nội lên đó, ở Bắc Giang hay Thái Nguyên, tức là đã thay bo mạch mới rồi vẫn cái chết. Thế là cái chủ nhân này chán quá, bởi vì là bị hỏng mà cứ sửa đi sửa lại không sửa được. Thế là đấy, này phát kênh phát triển này, ngựa mọi người này xem kênh này rồi gửi cho mình đấy các bạn ạ. Nên cái video này mình xem có sửa được cho người ta ngon lành không là một này, và chúng ta sẽ tham khảo xem nó hỏng hóc và cái người trước họ sẽ sửa như nào nhé. Mình nói là cửa hàng thì họ không sửa chữa đâu, cửa hàng bán ấy họ sẽ gửi đến kiểu gì họ cũng sẽ có một cái nơi sửa chữa để họ đem đến sửa cho các bạn, nhưng mà họ vẫn nhận hàng bán ra thì lỗi thì người ta sẽ đa số ấy, là mọi người ấy, là khi mà mua ở đâu ấy, mà hỏng hẹn đem đến chỗ đấy và để sửa chữa mọi người ạ. Nhưng mà thường những cửa hàng buôn bán, cửa hàng sửa chữa thì ít người buôn bán ấy, thì ít người sửa chữa lắm. Họ sẽ có đội sửa chữa riêng. Như mình đấy, mình thỉnh thoảng mình vẫn sửa đồ cho mấy cái cửa hàng bán đấy các bạn ạ. Trung tâm thương mại ấy, siêu thị bán đấy. Nó chỉ là hai cái bếp đuôi có giao tiếp các bạn ạ. Đấy nha, các bạn chờ một chút mình đưa nó sang để cho mọi người nhìn nhá, đưa sang mặt bên này. Nhìn bếp chất ghê các bạn ạ. Đây là cho mọi người nhìn này. Cái này là chả biết nó là cái gì. Mặt kính nó có ghi hiệu Nippon Electric Glass Made in Japan. Như vậy là cái mặt kính này của hãng Nippon Glass này và sản xuất tại Nhật, mặt kính ấy không biết rõ có đúng không. Model này nhá. EHDIH này, như mình nói các bạn nhá. Bếp thương hiệu Treo này, mình đoán là chắc là thương hiệu là bếp độ chuẩn đấy, không phải bếp giả đâu. Bởi vì đính chính cho mọi người là khách bảo là mua 14 triệu nhá. 14 triệu cái bếp này. Không phải chạy công nghệ lửa cầu đâu, mình nhìn thấy cái kiểu này. Nhưng cái bếp này khả năng là mua đèn lâu rồi. Và chúng ta sẽ nhìn nhá, bên này rất là cũ, bên này rất là mới nên mình nghĩ là bên này thay mới thay cả cụm này sao ấy. Bởi vì chúng ta sẽ nhìn này, phíp đen, phíp nâu giống trên vỉ điều khiển, phíp màu đét rất là đẹp giống vỉ này. Nhưng chúng ta lại có một cái nhìn nhá, so sánh một chút sau đó mình mới sửa nhá mọi người nhá. Chúng ta sẽ thấy cái vỉ này là ESMX này nhá, và con IC nó là con IC bé này nhá, nhưng nó là con TM1668 các bạn ạ. Chiếc căng chân này nhưng mà rất là mốc chân. Ôi dồi ôi, PC đang sắp đứt chân rồi này, dỉ này. Nó lâu năm rồi, chắc là người ta dùng nhiều chip rất là bẩn chân luôn này. Mình đang cố ý cho mọi người nhìn bên đấy và chúng ta sẽ nhìn bên này, nó cũng thế nha. Đây cũng là con TM1668 nhưng mà sắc khác. Đây cũng là EHI như thế, như vậy là model này, vẫn là model đấy nhưng mà nhà sản xuất họ đã cải tiến thay đổi nhá. Mọi người nhá, dây gì toàn dây sắt này, chán đời không? Linh kiện điện trở, thứ nhìn lởm quá các bạn ạ. Lởm hơn bên này luôn. Bên này... bên này mình thấy điện trở của nó chân rất to và xịn, nhưng bên này chân, ôi rồi điện trở này như điện trở của cái hàng rẻ tiền nhất của bên Trung Quốc ấy các bạn ạ. Chân kiểu như này này, chân nó bé bé nhỏ nhỏ như này này, ôi rồi đó. Bây giờ thì mình cũng chưa biết là lỗi bên nào, nhưng mình thấy như này hay là hỏng ở đây không rõ, nhưng mà thử ghim điện chúng ta sẽ nhìn qua về nó, về mạch của nó là chút ra sau ghim điện sau vậy để mình xem nó như nào đó. Bấm từ nhá. Nhôm rất to luôn. Nhôm khủng luôn đấy các bạn ạ.
Và cái mạch này khá lạ, không giống như cái mạch trên thị trường luôn rồi. Quạt nằm mát chạy 16V. Đấy, nó ghi chữ DC 16V 0.16A. Đó, ác chưa. Đấy, linh kiện chúng ta thế này này. Cái này chắc là ngày xưa là nó rắc hà vào đây à. Nhưng đây là họ bằng đấu lối vị trí này và bọc cái này là rất là chuyên nghiệp luôn, thợ trước ấy nhá mọi người nhá. Và bên này bo rất là mới mọi người ạ. Mạch nguồn dạng 1, biến áp to bự. Chạy Viper 12 các bạn ạ. Đấy, IC vi xử lý các bạn nhá. Mạch ở đây và 4 con. Tụ đây là tụ này là tụ tụ bù. Còn đây là tụ lọc nguồn DC cho phần công suất. Tụ cộng hưởng này thì là chỉ là cái con bao nhiêu mi đây? 0.33 các mọi người nhá. Nhưng cái miếng nhôm chúng ta thấy rất là to, nhưng mà mình với cái kiểu thiết kế quạt như này thì lại nó không hót gió được vào cái nhôm này nhiều mọi người nhỉ, đúng không? Kiểu như này này. Nói chung là phần thiết kế cũng không ổn lắm các bạn ạ. Bây giờ không biết là chết bên nào mà chả thấy có cầu chì. Ở đây có cầu chì đây rồi, nhìn thấy cầu chì rồi. Thì đo thử xem hỏng bên nào nhá, hay là bị lỗi, báo lỗi. Thì đính chính là họ đem lên trên lơi bán sửa đến 4-5 lần, họ chán họ chả đem đến nữa các bạn ạ. Để xem mình làm có ok được hơn cho người ta không. Không lỗi. Bên này thế nào? Cũng không. Hay là do giao tiếp lỗi nhỉ. Thôi bây giờ mình cứ ghim điện test thử nhá. Chờ mình một chút đã để mình lắp lại để mình test thử xem thế nào. Không biết là nó có chập công suất nó nhảy ác không, nên mình cắm qua cái bóng ở ngoài 900W này trước đã mọi người ạ. Cho an toàn các bạn nhá. Bây giờ chúng ta mình sẽ ghim điện cho chúng ta tham khảo này. Nếu mà bị chọc công suất mà nhảy át thì mình cắm phát bóng hồng ngoại kia nó hồng rồi, nó không nổ. Mình ghi điện nhá. Đó, như vậy là bên này lên. Còn bên này tịt, như vậy là lại chết bên này, chết cái bên mà bên cũ ấy. Còn bên mới thì ok rồi. Như vậy là người thợ sửa trước họ đã thay cả bo thì ok ngon lành rồi mọi người. Để biết bấm vào đâu, on ở đâu. Để mình nhìn lại thế nào. On ở xa nhất ở đây này. Nhưng không on được. Nên là con này là phải dùng nhiều con nó như thế đấy các bạn ạ, phải dùng cái nhựa đặc thì mới điều khiển được, chứ không được điều khiển được như thế đâu. Chờ mình lấy cái lắp, mình lấy hay lấy cái lắp điều khiển để mình thử các bạn ạ. Đã có cái lắp nào là màu ấy nữa cả, lắp trắng này xem nào, bẩn quá, cũng chả bấm được. Ô như vậy là không bấm được, như này thì chả đi sửa là đúng các bạn ạ. Không bấm được nhé, hay là bấm giữ thế nào cũng không gì cả. Đây nút này nó nút bật rồi mọi người nhé. Còn nó biết bên kia nó bật ở bên này, bật ở đây, nhưng bật ở đây con này thì chắc không bật được rồi vì là không lên nguồn mà. Như vậy là không bật được các bạn nhé. Chờ mình một chút, mình lấy cái gì để mình bật thử xem có được không. Nó chỉ có cái đèn đỏ đang nhấp cháy thôi mọi người ạ. Và cái đèn đấy là cái đèn gì nhỉ, hay cái này khác cũng không bấm được mọi người ạ. Như vậy là lỗi cả hai bên mà. Để mình xem cái đèn nhấp cháy là cái đèn cái gì nhá. Như vậy là cái đèn nhấp nháy là đèn lock. Như vậy là chúng ta sẽ không bấm được thật. Như vậy là trong chương trình phần mềm của nó là khi bật lên cái đèn này đèn lock nhá. Đây này. À, nhìn được cái đèn nhấp nháy vị trí này này, nó lock này. Như vậy là muốn bấm được khi đã ghim điện lên này là không mở được luôn đâu, mà phải ấn giữ lock rồi đã. Đây là phím lock này, đó thì mới bật được. Chạy ở đâu đó. Như vậy là bên thay ok, chết bên này thôi, nhưng mà dỉ lắm. Con này mình có sửa xong, bắt đầu mình xịt phủ ẩm cho người ta. Thế này chúng ta sẽ thấy này, mình rút điện ra nhá. E1 là không có lồi sao ấy. Hãng thì họ cũng phủ ẩm đấy, nhưng mà họ phủ ẩm buồn cười ghê ấy. Là cái chỗ này có xịt phủ ẩm này, cái con tụ này có xịt phủ ẩm này, nhưng chân IC thì không có. Cái chỗ này cũng có xịt phủ ẩm này, buồn cười đấy. Họ xịt phủ ẩm mà giữ được này, đấy buồn cười lắm. Không phải xịt hết cả đi cho nó bền cho người ta. Bên này thì IC cứ xanh đét rồi này, hay là chết IC thì mình bó tay đấy các bạn ạ.
xanh hết chân này. Con này phải phục hồi lại cho người ta hết, xem lỗi như nào để sửa nguồn á, sau đó mình phục hồi hết những cái xanh xanh này cho tăng được cái độ bền cho người ta. Dỉ hết linh kiện nhiều lắm. Thôi nhá, để xem tại sao mất nguồn nhá. Bên này thì coi như ok, lắp lại đi. Bên công suất này này, bên công suất này là bên mới mà. Thế là người ta đi bảo vì hỏng, nhưng mà chả biết là trước hỏng 4-5 lần hỏng gì, nhưng mình chắc là mình hỏng ở đâu đó thì mình không rõ. Nhưng bảo là cũng bảo là đã thay cả bo mạch mới về vẫn hỏng. Thì đúng thế, đặt bo mới nhưng mà bên bo mạch mới nó ok mà mọi người nhé. Bếp nó lâu năm quá, nó dỉ hết như này thì nó chả hỏng các bạn ạ. Như vậy là người thợ trước họ sửa chuẩn đấy chứ, có phải là họ sửa lầm đâu. Bởi vì họ thay cả bo mạch cơ mà. Chắc là sửa bị hỏng công suất chẳng hạn, nhưng mà sửa chả hay lỗi lại chẳng hạn thì họ sẽ thay cả bo mạch cho. Đấy, con này để xem nha, tại sao cầu chì mình đo thì không cháy đâu. Bây giờ mình sẽ đo nguồn thử nhá. Ôi dồi, nó dỉ quá các bạn ạ. Ôi dồi. Đây, thôi không ghim điện nữa. Tí nữa ghim sau. Đây là bếp hỏng theo thời gian rồi. Theo thời gian liên hạn dùng rồi các bạn ạ. Nên đầu tư bếp mới thôi. Nhưng mà thôi, cứ sửa, người ta đã đem đến thì cứ sửa cho người ta xem thế nào. Xem độ bền mình sửa cho nó được hơn được lâu không. Không lại mang tiếng đi. Nói luôn là bếp khi họ đem đến bếp quá ra lẩm rồi, à bếp quá ấy dỉ rồi các bạn ạ, dỉ xỉn rồi. Nhưng mà bây giờ là nắp phía dưới ấy, buồn cười. Bây giờ chỉnh dòng ấy nhiều kiểu quá. Miếng nhôm hai tầng rất to và sạch nhá mọi người nhá. Như là những người ta dùng ít hay sao ấy, để không nhiều hay sao ấy. Đây, chúng ta sẽ nhìn này. Zoom lên cho mọi người, gần cho mọi người nhìn nhá. Nó lâu lắm quá, nó mốc hết mạch luôn. Nó xỉn, nó mốc hết. Mặc dù là có sơn phủ ẩm đấy. Chúng ta sẽ nhìn những cái chân con tụ này. Tụ đây khả năng tụ lọc nguồn VC cho IC này. Nó mốc xanh này, mốc này này. Con này sửa xong mà chạy ngon lành thì mình lại tháo ra mình xịt phủ ẩm nhá. Xem nó có ai bề đâu, nó mốc hết chân linh kiện này các bạn này. Chân linh kiện có mốc xanh này. Mốc xanh hết này mọi người ạ. Đấy, bây giờ để sửa đã nhá. Xem thế nào, chờ mình một chút. Mình rửa qua, thôi rửa để đo đạc xem nguồn nó như nào đã. Sau đó mình cứ thế này đo được nguồn mà mọi người nhá. Đo theo kinh nghiệm, dò mạch như nào đấy, xem nó có nguồn cấp trước có chạy không. Thì đây là con 7805 này các bạn nhá, lấy mát ở lưng của nó luôn. Đấy, con bên kia đã tít và lóc đã mở, đèn lóc đã nhấp nháy. Đây là chân in này, không hề có đèn áp nhá, như vậy là chết nguồn cấp trước nhá. Ra có 0,5V thôi. Xem nguồn 300V thế nào. Nguồn 300V chắc là ở con V con 0,47 đấy. Không có cả 300V luôn à. À, có vết nổ của con 0,47 rồi. Mọi người ạ. Nên là con này hỏng nguồn cấp trước rồi, đây là có vết nổ này này. Nổ phía dưới. Như vậy con này hỏng nguồn cấp trước. Nhưng mà để sửa được nguồn cấp trước thì đơn giản rồi. Nhưng mà để tăng được cái độ bền như người ta thì mình phải làm nhiều trò nữa. Bởi vì mình thấy quá dỉ nhiều đồ, nhiều linh kiện dỉ. Con 47 ôm nó nổ mà lốt đen ở dưới này mọi người nhá. Nó nổ nó đứt rồi đấy các bạn nhé. Đấy là có điện trở cầu chì. Thì chắc là anh Viper anh đã chết. Đoán đấy thôi, nhưng để đo thử. 5678 này. Đây Viper 12A nhá, với 12 này. Đấy, các bạn thấy không? Viper đã chập nhá, đã chập DS.
Thôi để mình vệ sinh qua bắt đầu mình sẽ sửa cho người ta nhé. Mình sẽ tiến hành sửa nguồn nó trước đã, sau đó là như con này mình sẽ cạo qua một số chỗ và mình có cái lọ, các bạn xem video nhiều ấy, các bạn sẽ biết mình có lọ xịt phù ấm đấy. Mình sẽ xịt nó thôi. Và cái con này bo này mình cũng phải xử lý nhá. Kể cả cái bo cảm ứng bên kia nữa mình cũng sẽ xịt phù ấm cho nó tăng cái độ bền cho khách. PC này kiểu gì cũng phải thay rồi. PC dỉ chân, dỉ hết chân rồi này. Con TM1668 này nó xanh chân nhưng mà mình sẽ dùng xăng mình đánh sạch đi thôi, cũng chả phải tháo ra đâu, bởi vì con này thì có dò từ chân này sang chân kia thì cũng chả ảnh hưởng, chả sao cả các bạn ạ. Nhưng cái con IC này là nhận phím cảm ứng này. Mình sẽ dùng một cái thao tác, mình dùng xăng mình đánh sạch chân này, sau đó mình dùng dao rạch giấy nhá. Mình sẽ cạo hết cái khe này này. Đây là như cái chân này đang chạm vào nhau này. Thì giả sử nó chạm vào nhau thế thì nó sẽ suy hao cái tín hiệu của một cái đường cảm ứng thì nó sẽ nhận cảm ứng không chuẩn đâu mọi người nhá. Tóm lại là chúng ta sẽ hiểu được chức năng ấy, đó là con này chỉ là quét led các thứ thôi. Còn cái cảm ứng thì nó rất là nhạy với cái sự dò dẫn, do đó mà chúng ta phải cần làm sạch. Còn cái con này thì có dò dẫn một chút ấy, thì cái led nó sáng yếu một chút thì cũng chả sao cả. Chúng ta sẽ hiểu lâu nay như vậy nhá. Và như điện trở dỉ chân này chắc là cạo đi rồi xịt phủ ẩm vào, như lớp sơn nó bám vào ấy, thì nó sẽ không dỉ tiếp, thì khả năng ok các bạn ạ. Mây nó không dỉ lắm đâu. Và cái phím này nhá. Còn con này thì bây giờ lại nằm ở đây. Thôi quay trở lại sửa, con này thì cứ xanh xanh này mình cũng thử dùng xăng mình đánh sạch đi, mình sấy khô. Ông một nhũ xịt phù ẩm để tăng được cái độ bền. Mục đích của mình sửa ấy, là lấy tiền của khách thật, nhưng mà trong cái suy nghĩ của mình ấy, làm sao để cái tăng được cái độ bền cho khách nhá các bạn nhá. Con này thì đo chết IC rồi thì tháo IC ra thôi. Tháo IC để kiểm tra một vài con linh kiện nữa. Và con này cẩn thận mình sẽ thay luôn con tụ lọc 300V cho phần nguồn nhá. Bởi vì con tụ đấy nó lâu năm nó hay bị lỗi lắm. Nó lỗi thì đôi khi nó lỗi trước dẫn tới nó chết IC đấy các bạn ạ. Con tụ này này à, đúng rồi, chính nó đấy. IC là Viper 12A nhá. Đã chết to nhá. Con tụ này là con tụ lọc 4,7mm 400V đấy. Để xem có đúng không. Đây các bạn nhá, nó xanh xanh chân như này là khả năng nó sẽ lỗi chân ở dưới đấy các bạn ạ. À, con này 10mm, mình cũng ý định mình sẽ thay tụ 10mm đây này, mình đã lấy sẵn rồi này các bạn nhá. Thì đây dò qua cho mọi người nhìn cái đường nguồn cho nó đến con tụ đấy như này này. À, đây là dây AC, dây AC này đi qua cầu chì nhá. Như vậy đây là dây AC, dây AC này xung dương đây được chỉnh lưu, xung dương đây được chỉnh lưu gộp vào đây nhá mọi người nhá, đi theo cái đường này đến ACS các thứ. Còn nó sẽ đi qua con điện trở cầu chì 47 ohm đấy. Điện trở cầu chì này đây mình đang tìm ra con 47 ohm chuẩn của nó luôn, mình nhiều đồ lắm. Con 47 ohm này như tháo ở như nguồn ATX thì sao ấy, mình cứ rút ra mình vứt đấy mình dùng thôi. Thay 2 ohm được và thậm chí lối với cái cầu chì 1A cũng được, dưới 1A cũng được. Nó đi sang đây và nó đi chỉnh lưu, không phải là chỉnh lưu mà nó đi qua con diode này, bắt đầu nó được lọc. Chứ nếu không có diode này thì con tụ này sẽ lọc được cái xung đỉnh là 300V. Thì cái xung đỉnh đấy nó lại đi ngược sang đường ACS này, ACS lỗi ngay nhá mọi người nhá, nên nó luôn có diode ba con là như vậy. Alo. Khách gọi lấy đồ. Nhà nó sẽ được chỉnh lưu đây này, thì cái điện áp dương đấy nhá, 300V nhá. Đi vào đây, đi sang đây, đây là hai chân. Chúng ta nhìn thấy bốn chân nhưng chẳng qua để giữ thôi. Đây là quận làm việc chính để tạo ra từ trường ấy. Tức là có dòng điện biến thiên ở đây này. Nó vào chân D, con móc phép công suất trong IC Viper ấy, nó sẽ đóng từ về mát này. Đấy, chúng ta thấy đấy, về mát này nó cứ đóng chứ không phải nó dẫn một phát đâu các bạn nhá. Nó cứ đóng rồi lại ngắt, đóng lại ngắt, đóng lại ngắt. Với tần số là hình như là con Viper 12A này hoạt động ở 65 kHz, với tần số là 65 kHz. Thì nó sẽ sinh ra từ trường. Trên nõi thì đâu nó có nhiều chân này, chân giữ thôi, thì cái ba chân này này, đây là mát, mát nhá, mát toàn mạch nhá. À, chỉnh lưu này. Đi qua con này chỉnh lưu ra đi đường này. Như vậy là đây là 18V à. Không phải. Là lọc của con tụ này. À, đi qua một con điện trở 5,6 ohm nhá. Tới trên quạt. Đi sang trên quạt này, mở quạt đây, diode rồi xung người quạt. Như vậy là chúng ta sẽ khả năng đây là nguồn 18V ra. Nhưng mà nguồn 18V ra này nó phải có phản hồi nguồn nuôi ấy. Về à, đúng rồi, đây đây, đúng. Cũng không phải các bạn ạ. Để tí đo nhá.
Tiếp theo có một cái khả năng cái nguồn này nguồn thấp hơn hay sao ấy. Tiếp theo ở đây này, được chỉnh đi qua diode này này, tới đây nhá, đi qua con điện trở này tới 7805 như vậy là đây là cái nguồn này là nguồn ra điện áp thấp đấy các bạn ạ. Và cái FB của nó này, như vậy là con này là ra điện áp thấp, tí là đo, còn con này ra 18V mọi người ạ. Con này ra 18V và 18V đấy nó bắt đầu nó mới đi qua con điện trở là 180 ohm này này tới chân in nhá. Thì đây mình sẽ dò tiếp, như vậy mạch có thiết kế rất là khác so với những cái mạch khác nhá. Xung dương được chỉnh lưu này, được lọc cái tụ này này, tới đây được đi qua 7805 này, sau đó đi qua con này là con gì, con điện trở 330 ohm, đi qua con 330 ohm này tràn qua con DZ này. DZ này nó ghi là DZ, mình thấy ở đây nó ghi chữ 18V, thì vậy là DZ 18V nhá. Kiểu gì vào chân số 3 mọi nhá. Và chân số 3 là có tụ một tiêu giờ súng mạng nhiễu, nhưng mà lại có một con điện trở phân áp về mát nữa cơ. Đấy, điện trở 100 ohm, chúng ta sẽ thấy nó thiết kế khác nhá mọi người nhá. Nó có điện trở 100 ohm phân áp về mát nữa đó. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ gặp một cái mạch điện này nó sẽ khác hoàn toàn nhá. Nguồn dương 18V này đi qua một con điện trở 330 ohm đó, sau nó mới tràn qua DZ 18V. Bình thường những mạch khác ấy, 18V chỉ tràn qua DZ là vào chân 3 luôn, có tụ 104 dập dung nhiễu thế thôi, nhưng mà con này nó thể như thế đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm nguồn nuôi VC nó này, nguồn nuôi VC là chân 4 này nhá. Nguồn VC thì nó lấy xung dương ở đây mọi người này, xung dương đây nó không chỉnh lưu đây mà xung dương đây được chỉnh lưu qua cái đốt này riêng, sau được lọc của con tụ này để vào chân 4 VC. Ngay chúng ta sẽ thấy có một con diode nữa này, thiết kế rất là lằng nhằng nhưng mà vẫn theo chuẩn cái nguyên lý chạy được của thằng Viper nhá. Chúng ta sẽ thấy đấy, mạch điện nó khác nhau nhiều lắm. Model này này. Phớt cái mạch điện như này thì không tối ưu hóa, tức là tốn linh kiện cho nhà sản xuất nhưng mà chắc mình nghĩ là nó bền các bạn ạ. Còn bây giờ thiết kế kiểu tối thiểu cái ít linh kiện càng tốt. Thêm một con linh kiện là tốn đi chi phí mà mọi người. Hồi đấy đã hiểu đường đi rồi nó nhá. Bây giờ sẽ tiến hành sửa nó thôi. Mà chưa tìm được cái kìm từ nãy giờ, không biết cái kìm có rơi đâu mất không. Có 3-4 cái kìm cắt ở đây để làm ra ngay mà. Rồi mình lại tạm dừng để mình tìm kìm. 3 cái kìm xịn này, cắt ngon này. Ngày xưa còn có 5 cái kìm này mà lém linh tinh mới có cái gãy thì vứt rồi. Kìm này mua thanh lý của bạn Chu Bình ở trên Phú Thọ. Mua 2 cái thôi mà cuối cùng gửi cho tận 3 cái. Tặng 1 cái các bạn ạ. Đó đi thanh lý ở cái công ty nào hay sao ấy. Sau nó về, nó tất nhiên là thanh lý thì có cái được cái không thì nó bắt đầu nó sẽ biết là chi phí là nhập như này thì nó sẽ bán 1 cái thì cần này. Nó bán trên Facebook ấy. Thế là mình còn mấy cái trước nó đích lấy tiền. Mấy cái trước đẻ quá nó bảo thôi nó không lấy tiền. Mấy cái trước cắt là lò xo cái là ấy hỏng lưỡi ngay, nhưng con này có cắt lò xo chả sao cả. Đó, đây là tụ nhá. Viper đây. Mình cũng lấy sẵn ra rồi mà. Đo thử, quên mất từ nãy giờ quên chưa đo thử. Đo thử DZ trong có hỏng không, nhưng cái kiểu này thì cái kiểu mạch nguồn dạng 1 này thì DZ chả hỏng đâu. Cũng có thể nó đưa nguồn vào chân cái này thì nó cũng chết, nhưng mà cứ đo thử nhá. Nhưng mà đo thử kiểu này thì này có con D. Đấy như này đo hơi khó. Mình nghĩ là không chết đâu. Với cái mạch nguồn kiểu này thì DZ ít chết. Mà nếu mà nó chết thì nguồn ra rất thấp mọi người nhá. Chứ nó chết đứt thì nguồn ra rất là cao. Kiểu thiết kế mạch nguồn đây là mạch nguồn mà mọi người xem view của mình nó theo kiểu là mạch nguồn dạng 1. Nó sẽ có bộ dập xung ngược này. 100k diode này, quận tụ 102 này. Còn mạch nguồn dạng 2 hã trực tiếp thì nó không có đâu. Cái con này tháo ra là chân nó hơi cong. Vừa tháo bo sát lại. Viper lâu lắm rồi mình không phải mua vì mình có gần 100 bo này mà. Này gần 100 con IC. Rồi gấp đôi IGBT. IGBT một bo là 2 con luôn. Đây này, mình cứ tháo bo sát cho nó rẻ và lại còn ổn định bền nữa chứ. IC xịn. Bởi vì cái bo sát nó chất lượng tốt. Và chúng ta sẽ nhìn nhá.
là cái chân 5678 ấy, là nhà sản xuất họ làm cho rất nhiều thiếc để họ làm kiểu như tản nhiệt đấy. Nếu mà các bạn sửa những cái bếp từ nội địa Nhật chạy điện 100 chẳng hạn, mà nó chạy nguồn của nó mà xuất xứ từ Trung Quốc ấy, nguồn của nó chạy Viper ấy, Viper 12A thì chúng ta sẽ thấy chân 5678 nó còn vì là chạy 110 thì là nó cái dòng chảy nó sẽ phải cao hơn, nó mới đáp ứng được đầu ra, mà năng lượng DC thấp mà chạy 100 ấy, do đó mà nó còn có cả miếng đồng tản nhiệt, miếng đồng là hàn từ đây này, hàn từ đây đi lên này để tạo nhiệt đây này, để tản nhiệt đấy các bạn ạ, chứ không cần ép vào lưng mà nhá, bởi vì 5678 nó là nền to rồi mà, nền dẫn nhiệt ra tốt rồi mà. Đó, đây 47 ohm, mình thấy là dùng mỏ hàn sung này vừa tiện, vừa tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm thiếc các bạn ạ, mình thấy thế nên hàn những cái mà không liên tục ấy, thì mình hay dùng mỏ hàn sung nhiều hơn. Thế mày quay rồi này, cái chân pin của nó mình thay pin nhiều quá, nó lỏng, nó tiếp xúc không tốt hay sao ấy, cứ thỉnh thoảng nó báo nhấp nháy đèn đỏ hết pin, tắt đi khởi động lại hoặc xoáy nó lại hết các bạn ạ. Nó vừa bóc pin hiếu xong mà mộc dù vừa thay cách đây 2 hôm thì chưa thể hết được pin được. Pin là 2 cell 18650. Đó, bây giờ sẽ ghim điện để đo thử nhá. Các bạn biết nguồn nó như nào rồi thì mình sẽ vị trí đo rồi nhá. Để mình sẽ bắt đầu mình đo thử. Thông thường ấy, để mà tránh ra sự cố ấy, thì là mình sẽ hay chơi cái trò đo kiểu như này này. Là chân 1,2 là mát rồi này. Mình đo nguồn trước, đo nguồn cửa đường FB trước. Đó, mình mới ghim điện. Để ví dụ nó tăng cao quá nó rút điện luôn nhá. Mình hay như thế, đây mình đo thử nhá. Cắm qua bóng đèn đấy. Mình ghim điện này, chỗ này sao là 18V đấy. Đấy, ok, tít rồi. Thế này đo bây giờ đã ok rồi thì cứ đo thôi. Như vậy là đây là 18. Đo trái tay quá nhỉ. Thôi đo tay trái cũng được, thuận tay phải, mà đây là 18V ra nhá, bởi vì nó FB trên cái đường này nhá, tất nhiên là nó luôn cao như này, đi qua con điện trở 180Ω này tới chân in này còn 17V này thì sẽ ra được 5V thì nó mới kêu tít đi nhá. Đó, và cái nguồn 18V này thì nó đi vòng theo cái đường nào để nó cấp cho driver, đây đi theo cái đường này, đi theo con điện trở này. Đó, còn cái nguồn này cho quạt này ở chế độ này chắc là sẽ là xung đỉnh cao nhất đấy, mọi người thấy không, 21V luôn, bởi vì là chúng ta sẽ hiểu là xe đường này đang không hề có tải gì và nó đang con tụ này đang lọc cái xung đỉnh. À đây nó có một con không phải, nó không hề có tải gì cả. Khi quạt chạy nó mới sụt tải nhá mọi người nhá. Nó thiết kế như thế. Có lẽ là nhà sản xuất họ quấn như này này. Từ điểm này đến điểm này là 16 vòng, mình giả sử nhá. Từ điểm này đến điểm này 16 vòng thì dẫn tới nó sẽ chỉnh như và có tải là ra là 16V này, bởi quạt 16V mà. Còn từ điểm này đến điểm này là 20 vòng, do đó nó sẽ ra được 20V đấy các bạn ạ. Chúng ta hiểu lúc này thế nhá, tóm lại là cái số vòng dây ở đây nó ít hơn một chút để ra thấp hơn mà. Đó, như vậy là nguồn đã xong rồi, bây giờ thì xử lý hai cái bo kia, bắt đầu xịt phủ ẩm cho nó bền, mình sẽ lắp hoàn thiện cho chúng ta tham khảo nhá. Không biết VR này có hỏng không, nó lâu năm rồi mà chắc là sẽ sao đâu. Thì đo thử xem nó hỏng không. VR này nó có giá trị là 203, tức là 20k nhá. Đấy, chúng ta sẽ thấy nó có sự khác biệt lắm, nó không giống như bây giờ đâu, 501 đâu, 500 ohm đâu. Thì ở vị trí này là khoảng giữa là 10k đấy. Thì nó đang ở 18k thì như vậy là đang có sự cố ạ. À. Đo này 20k đo 18k là đúng, còn từ điểm này sang điểm này mới là đang ở chế độ một đoạn của nó là 3,8k thôi ạ. 18k thế nó lấy kiểu gì? À, nó lấy cái điểm giữa ở đây cơ. Một bên mát một bên đấy, mình đo thử nhá. 9k nhá, bên này cũng là 9k đấy này. Thì VR ở giữa nhá, các kệ thôi, VR sao có để nguyên thôi. VR là nó xịn hơn, ngày xưa đồ nó xịn hơn bây giờ mà. So quang cạnh lên cái nó đứt chân này, các bạn. Vứt đi luôn.
Đây là không biết là sao quang là giao tiếp thôi, không biết là con này sao quang, phần sao quang lỗi này nó có báo lỗi không. Đây đầu cổ này có khi nó không báo lỗi đâu, nó vẫn cho chạy ấy. Do đó mà nó lỗi rồi, nó vẫn cho chạy hoạt động bình thường ấy. Nó dỉ đi, nó đứt chân rồi mà. Nắp con mới vào thôi. Như vậy là cái bo mới này nó làm vẫn nằm là bên bên L là bên trái hay sao, là bên gì đây, nhưng mình thấy nó giống cái vị trí này là ngày xưa nó có chân này, nhưng họ đã tháo bỏ đi này các bạn ạ. Họ đã tháo bỏ đi và họ đã lắp những con này ở đây, và con PC này đang bỏ trống không sử dụng mọi người ạ. Đúng rồi, con PC này không sử dụng. Đây là bo, tóm lại là hai bo này đều giống nhau, mà một bo nó làm PC là bên này nên họ đã lắp thêm nhé. Đây là một bọn này là bọn họ lắp thêm nhé, họ lắp thêm. Đó, như vậy là con PC này nó ok mà, tháo thử ra để cất lắp con PC mới rồi. Đó, giờ mình sẽ cạo ra đánh xăng, cạo sạch chân này đi này, cạo trước không dùng xăng rửa sạch, cạo như này này. Con này thì mới lắm thì không sao nhé, con này là thay bo mới mà. Nhưng con này thì mình thấy chân nó rất là xanh, nhiều chân xanh xanh lắm. Cạo cho nó tách nó ra rồi dùng xăng đánh sạch chân nó đi. Rồi mình sẽ xịt phù ẩm, sấy khô xịt phù ẩm. Sau đó vào lắp thôi. À, cái này xanh xanh nữa này. Cái lọ này nó mùi nó không kinh bằng cái lọ mình mua này, mùi kinh lắm cái lọ này này. Lọ này mình được tặng. Thực ra là nó cũng đã sơn phủ ẩm rồi đấy mọi người nhá, nhưng sơn không nhiều. Ở dưới này nó có rồi đấy. Vâng. Vâng. Nắp vào để bịt cho thì nó sẽ vào cái chân quạt và chân cảm biến. Kinh quá, mùi nó mùi như mùi sơn. Xịt xong bắt đầu vứt ra cái chỗ nắng, 15 phút rồi nó khô các bạn ạ. Hiện trời nó nắng đấy, như những cái chân linh kiện nó sẽ bị dỉ từ trong cái lỗ này này. Bây giờ nó đã xịt cái, mình xịt hơi dày nên nó hơi lâu khô các bạn ạ. Đấy, ok nhá, hy vọng là nó sẽ bền cho khách các bạn ạ. Bây giờ sẽ lắp hoàn thiện thôi. Cái con bên trái, cái vỉ điều khiển của nó đúng là của bên phải thật mọi người ạ. Nó quạt ở đâu ấy nhỉ, ở đây, fan ở đây. Đây là tem nhiệt độ này,
quạt ở đây, vẫn nhớ vừa nãy mình dò nhá. Hai rắc nó giống nhau đấy, cắm nhầm là có vấn đề. Thực ra cắm nhầm chả sao đâu, quạt không chạy đâu. Ô, à được, cũng lắp được. Mâm đồng vậy các bạn ạ, to bự luôn. Đây này mọi người này, cái này nó lắp vào đây là cái anh lắp, anh đã phải khoan hai cái lỗ này để cho nó bắt vào đúng tọa độ của hai lỗ này, còn hai lỗ này chả được. Nhưng mà lắp sang bên này, lắp sang bên này cũng đích đúng. Như vậy là nó của model khác các bạn ạ, không giống nhá. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là bo này là của, chắc là của model nào đấy mọi người ạ, chứ không phải cái bếp này, hoặc là cái khung nhựa, hoặc là họ đã thay đổi. Không chuẩn xác các bạn nhé. Đấy, đôi khi hãng, đồ của hãng thật đấy, nhưng vẫn phải độ chế vào đây, nó không chuẩn mà. Còn coi bên này thì zin bản của nó thì kiểu gì cũng vào phát vào luôn. À, mình đang mà khó đang bảo không lắp được cái này này, lắp mâm từ vào rồi, chả biết lại phải tháo ra. Đã lật cực lại, ok đỡ phải tháo. À, này bị căng các bạn ạ, căng như này là không ổn rồi. Con kia nó rút vào cái vị trí này, thế kể cả cái bên này thì họ cũng khoan, cũng bắt lỗ này mọi người này. Như vậy là phần nhựa không chuẩn theo thiết kế. Nhưng mà chắc chắn là cái bo bên kia, cái bo bên này là hai lỗ này là hai lỗ của họ đục mà, thì bên này cũng là hai lỗ này. Thôi kệ thôi, lắp được là được rồi. Đó, bây giờ sẽ ghim điện test thử nha, xem lên được cả hai không nhá. Giờ thì ghim trực tiếp luôn đi, ghim trực tiếp này. Thôi, con led này nhấp nháy xong lại mất, led này đứt rồi, là phải thay led rồi các bạn ạ. Cái led bởi vì nó nhấp nháy nhiều à, chúng ta sẽ thấy cái led này này, hay là nó nháy kiểu khác nhỉ. Đấy, đấy rồi, nhìn là led có sự cố ấy, chạy rất yếu các bạn ạ. Hay là nguồn có sự cố nhỉ, để mình xem lại nhá. Đang nghi ngờ là có sự cố rồi, nguồn yếu rồi các bạn ạ. Chết thật đấy, sửa xong là có sự cố này, nguồn ra yếu hay sao ấy mọi người ạ. Đấy, lắp vào mới biết là có lỗi, lại phải xử lý tiếp đấy. Hay là bị chạm thế này gì không để xem nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ làm như này để kiểm tra nó luôn này, hơi to, hơi vướng. Tháo cái này ra. Cái dây của mình vừa test thử đâu nhỉ. Còn bóng đèn để test đèn xem thử xem như nào mà sẽ nguồn lại chập chờn như thế. Đấy, nó nhấp nháy đấy, như là nguồn không ổn định ấy. Đo thử nguồn nhá. Ở đây này lên được chuẩn rồi này, hay là do vừa nãy xịt cái này nó đang tiếp xúc tốt nhỉ. Có khi thế thật đấy, 5V đẹp này các bạn này, lại không sao nữa rồi. Chán không? Chập chờn nên là mình phải xử lý kỹ đấy, không thì về khách lại không mấy được. Đấy, đang nhấp nháy này, xem nó có nguồn, nó có đủ không.
Đấy, tụt xuống còn có 4V nhỉ các bạn nhỉ, 3V 9 nhỉ. Mọi người nhá. Để mình xem nó có tụt ở dưới này không. Dưới này 5V đẹp này các bạn này. Đây cũng 5V đẹp này. Đây cũng là 5V này. Nó lại không kêu nữa rồi. Chờ mình xem nhé, lại có điện thoại kêu. Mình vừa mới dừng video, mình dùng dao rạch giấy, giáp, rũa, mình vệ sinh hết những cái chân này thì nó đã ok rồi. Chân này và cả hai chân này nữa, bởi vì mình xịt phù ẩm nó tạo, tức mình gây ban đấy các bạn ạ. Thế là mình ấy thì nó ok tất cả rồi, nhưng mà cái quạt này không chạy. Quạt này chạy rất chậm luôn. Và bây giờ mình đang dùng bộ cấp nguồn mình test thử thì quạt đấy nó cũng đã chạy. Mình đang cấp ra 16V này. Mình ghim điện thử này. Thì hóa ra là con này chết quạt nữa cơ. Mọi người này, ăn 0,04 mà chả chạy quạt gì cả. Các bạn ạ. Vừa nãy thì nó chạy 100. Mình có thử bên này thì nó báo M1 và quạt bên này chạy rất rít, rất mạnh luôn. Nhá mọi người nhá, còn con bên này thì đầu tiên thì chạy lờ lờ một tí xong bây giờ tịt hẳn rồi. Mình tưởng là do cái chân này mình bẩn nó không tiếp xúc cơ, nhưng không phải đâu, vừa nãy mình còn đút giấy vệ sinh vào đây để cho nó thấm cái sơn của mình ấy đấy. Hóa ra là con này hay là do chính là nguyên nhân hỏng IC là do quạt, cũng có thể đó các bạn ạ. Nó nóng lên quá thì là nó chết cả chết IC đấy, có trường hợp nó như thế đấy. Nhiều trường hợp mình sửa nguồn xong mình thấy nó chết, sửa chết IC là do chết quạt, do chập nó chết quạt chẳng hạn các bạn nhé. Nên bây giờ sẽ sửa quạt hoặc thay quạt. Thay quạt 18V được các bạn ạ. Thay 18V thì chúng ta sẽ đấu sang 18V luôn này. Quạt chết nữa rồi. Quạt dầu mỡ rất ok này các bạn. Nhớt này. Vừa định cho đấy. 477H. Để mình xem có sửa được không, mình sẽ chế trong cái quạt khác. Chế quạt khác thì lấy luôn nguồn 18V các bạn ạ. Hoặc kệ nó cũng được nhưng chạy hơi chậm. Chuyển sang nguồn 18V nó sẽ khỏe hơn các bạn nhé. Đây là cái quạt chết này. Chúng ta đã thấy chiều quay nó sẽ như thế này. Còn mình có rất nhiều quạt nhưng mà nó lại quay theo cái chiều quay ngược lại cơ. Toàn chiều quay ngược lại thôi. Kể ra con này để quay đúng chiều này. Lắp con này vào cũng được, nhưng mà để mà lắp được thì bạn nào mà khó thì có thể thay nhá. Nên mình sẽ sửa quạt. Khi mà các bạn lắp cái quạt 18V vào thì các bạn có thể làm như mình này. Là các bạn sẽ con diode này sẽ chỉnh lưu ra cái nguồn cho 18V này, chúng ta sẽ cắt ở đây đi này. Chúng ta sẽ đấu con diode này đi sang chân này đi sang bên này, như vậy là cùng số vòng dây lớn thì chỉnh lưu ra nguồn 18V cho 7805 cho driver rồi đấy. Cũng xung dương đây, cũng chỉnh qua con diode này để tạo ra nguồn 18V cho quạt. Như vậy là quạt sẽ chạy khỏe hơn mọi người nhá. Vừa nãy mình đo xung đỉnh lên 21V nhưng khi cho tải kiểu gì nó tụt xuống 16V đấy các bạn ạ. Thì chúng ta có thể làm như thế được. Còn nếu mà chúng ta lấy trực tiếp nguồn 18V ấy, đấu con điện trở lại sang 18V ấy, thì có khả năng là con diode này chịu tải nặng quá các bạn nhá. Nhưng mình nghĩ là vẫn đỡ được đấy. Đấy là nhiều cách. Còn hôm nay thì mình sẽ sửa và mình cho mọi người theo tham khảo cái mẹo. Mình có rất nhiều những cái quạt vỡ cánh hoặc quạt dỉ này. Nhưng con Hansensur không lỗi đâu, con này con Hansensur là 477. Con này thì 477H, con này thì 477. 477 thì chúng ta sẽ thấy là những cái số vòng, những cái cuộn dây này nó đều đấu nối tiếp nhau hết và nó chỉ ra được hai chân, đúng hai chân thôi. Các bạn nhá, đúng hai chân này thôi. Thì cái con này thì nhìn thì nó cũng thế, nó chỉ ra hai chân thôi. Còn có loại nó ra ba chân thì thay không được đâu nhá mọi người nhá. Và hôm nay ấy, thì để mà lôi được ra như này, có con này lôi ra được nhưng có con này để mà lôi ra cái quạt này chất lượng tốt mà. Để mà lôi được thì chúng ta phải đóng được cái bạt ở trong ra thì mình lôi được, như hôm nay mình chơi một cái mẹo này nữa mà thỉnh thoảng mình cũng làm. Là chúng ta sẽ không phải đóng bạc ra bằng cách là chúng ta phá nó. Thì chúng ta sẽ thấy đây là con Hansensur nhá, thì chúng ta sẽ khoét ở chỗ này. Đó là cái mẹo nhá. Mẹo để sửa được nó đấy. Để chúng ta sẽ không phải là tháo cái ấy ra. Sửa mà mọi người, chúng ta sẽ làm được nhiều kiểu để chúng ta sẽ tháo được cái con Hansensur để chúng ta thay được con khác. Mình nghĩ là chúng ta có đục cái lỗ ở đây thì nó cũng chả ảnh hưởng đến cái quạt đâu các bạn ạ. Đôi khi sửa chữa nó thế đấy các bạn ạ. Còn bạn nào muốn sửa zin riết cơ thì nếu nghĩ đến sửa zin thì nhiều kiểu thì đôi khi là sẽ phức tạp và lâu và ấy nhá mọi người nhá. Đó, mình sẽ lấy ra này và mình sẽ hở được chân ra thì mình sẽ hút nó đi thôi nhá.
trò này là trò không muốn tháo cái cụm nó ra thì chỉ tháo con hand sensor thì sẽ làm như này. Đang cắt hơi lệch thì cắt lại này. Đó ra được 4 chân rồi này. Còn tí nữa lấy băng dính ra đen dán vào thì chả ai biết à. Mà chả cần dán chả sao cả các bạn nhé. Mình sửa cái này, mình thay con hand sensor thì vẫn cứ zin bản để nguyên các bạn ạ. Và chiều vòng quay ok. Cái chiều vòng quay khá quan trọng ấy, để cho nó làm mát đeo đúng đúng thiết kế của nhà sản xuất. Đó, tháo được ra nhé, và đâu tháo con này sẽ lắp sang rồi nhé. Con 477 mình đang lắp cho nó là chân nó hơi ngắn một chút, nhưng mình nghĩ là vẫn đáp ứng được. Nó ngắn cá nó tụt sâu là nó không nhận diện được cái từ trường, cái vị trí Nam Bắc của cái nam châm đâu các bạn ạ. Nên chúng ta phải lựa được nó thật chuẩn đấy. Ok mà các bạn. Đây là một con hand sensor. Nó là một dạng IC. Nó sẽ nhận biết được cái vị trí cái vạch này, Nam Bắc này. Để nó đưa ra những xung kích kích để tạo ra từ trường. Tạo ra dòng điện biến thiên trên cái những cái cuộn dây nối lối tiếp nhau ấy. Thì nó sẽ tạo ra từ trường và sẽ quay được các bạn nhé. Và đa số là cái con hand này nó hay chết lắm. Con hand này chết theo kiểu không nổ gì cơ. Còn cuộn dây thì nó ít các bạn ạ, ít chết. Mình đang bị hơi ngắn một bên nên mình đang muốn đưa nó lên cho nó cao một chút. Một chân nó bám hơi ít các bạn ạ. Con này thì chạy nặng nóng đấy. Hết mọi người có nhìn được không? Bừa nó vào bằng sát cái này luôn. Đấy, bây giờ test thử trong quạt chạy không nhá. Này thằng con đầu mới lắp hoàn thiện. Mình nghĩ là chỉ chết con hàn này thôi mà. Đó, chạy tít tít luôn. Ok nhá các bạn nhá. Đấy, chạy tít như bên kia luôn. Mình đang cấp 16V mà. Ăn 0.14A. Thì con này nó 16V là 0.16A mà. Thì chắc là chuẩn. Ok luôn nhá. Chết hàn rất là củ chuối. Đó, không là lắp lại thôi, chào mỡ rồi vào và là sẽ test thử nhá. Sửa cái bếp này hóa ra lại lằng nhằng ghê. Này, cái bếp đằng sau lưng đang muốn sửa nữa mà. Đấy nhá, bây giờ ghi điện thử xem quạt có chạy không. Đó, nó phải nhích như thế nhé. Hay là vừa nãy là do con này nó bị chập nên nó bị sụt nguồn nhỉ, cũng có khả năng ấy. Chứ vừa nãy là mình cũng tránh cái này tránh cái kia mà các bạn. Đây mình tắt điện cho mọi người nhìn là nó đang hai cái bên giống hệt nhau nhé, đang lock nhá, mở lock này, đó on này, chúng ta nhìn cái quạt nhá, đấy chạy phải tít như thế, chạy tít luôn bên này nữa này. Đấy cũng chạy tít luôn nhá. Nhưng mà quạt văng theo chiều này không hay lắm, đã văng theo chiều này nó đập vào nhôm rồi. Quay chiều này này, thì nó đang quay như này. Thôi kệ thôi, thôi lắp hoàn thiện để test thử nhá. Chắc là ok rồi mà. Lắp kính, lắp tất cả mọi thứ vào. Muốn quan cho mọi người quan sát rộng, đây nhá. Ghim điện trực tiếp nhá, chúng ta sẽ nhìn dòng ăn nhá. Mình đang tắt nguồn nên cho mọi người nhìn được cái màn hình cho nó dễ. Cho nồi lên đã. Thử bên này trước nhá. Có gì nó kênh ý. Thì hai con này đều bật cả ghim điện cái nó ở chế độ khóa này cũng là khá là an toàn. Ấn giữ tầm 3 giây, ngắt
khóa on chạy này 240. Như vậy là ở chế độ tem nhiệt độ, menu đây này, power chế độ công suất 1400 nhá mọi người nhá. Ăn là 5,6 5,7A đây này. Hết cỡ là 2000. 2000 được 7,7 mấy A này nhá mọi người nhá. Cái lồi này nó bé đôi khi nó cũng không ăn dòng đủ đâu các bạn ạ. Con bếp này không sao mà, cảm ứng rất tốt tốt, ok nhá. Để hẹn giờ này. Menu công suất này, tắt này. Còn con bên này, như vậy là con này hiển thị 2000 nhá. Con này thì cũng muốn chạy nó thì cũng phải mở khóa. Đó. Đó cũng menu chọn chế độ công suất luôn đi, power đi. Như vậy là con này hiển thị 1700 chứ không phải 1400 như con kia. Khả năng con này công suất lớn hơn. Đấy, đúng thế luôn. Nên 2200 ăn 8A, 9A các bạn ạ. Ăn là 9A này. Khả năng lồi to thì nó ok hơn, như vậy bếp bên này công suất lớn hơn các bạn ạ. Như vậy là mình đã xử lý xong một chiếc bếp. Và cái lỗi này là khách bị sửa đi sửa lại nhiều lần, chẳng qua ai. Đây là do bếp dùng quá lâu, lão hóa linh kiện, chúng ta thấy nó dỉ rất nhiều. Và cái bên này là do người ta, cái người bán người ta đã thay bo khác rồi đấy, thay cả bo công suất, cả bo dưới khác rồi đấy. Mình thấy nó giống nhau đấy, còn bên này thì vẫn zin bản của nó. Và hôm nay là mình sửa là sửa bên này. Và do mình cẩn thận, mình tăng cái độ bền cho người ta ấy, nên mình đã xịt keo phủ ẩm. Và cái võ sửa quạt thì như thế nhá. Con này thì hỏng nguồn và hỏng cả quạt mọi người ạ. Cái này thì lém sắt vụn thôi các bạn ạ. Mình lấy con hand sensor rồi mình bỏ đây các bạn nhá. Đó, sau video này thì bắt đầu lại sửa nó mức con này nữa này các bạn này. Anh Big Bon anh vừa đem đến, mình hay sửa gọi là sửa bảo hành đi cho mấy cái cửa hàng bán như lúc đầu tiên mình nói các bạn ạ. Cái bếp này này, cũng bếp đôi, thương hiệu là Napolis. Cái bếp này đang lỗi là khách bảo là nhảy automat, chắc là chết công suất các bạn ạ. Nếu chết công suất thì thôi mình cũng chả làm video nữa đâu, bởi vì mình đã sửa những video, đã làm cho mọi người những video chết công suất nhiều rồi các bạn ạ. Ấy là con này màn hình đang nhấp nháy mọi người ạ, có sự cố này. Như vậy là màn hình có vấn đề lại phải xử lý lại rồi các bạn nhá. On này, chúng ta đã thấy nhấp nháy màn hình này. Đó. Như vậy là không phải là do mình ấy đâu mà nó còn lỗi gì trong này nữa nhá. Khả năng con TM1668 không? Nguồn cấp cho con TM1668 có sự cố không? Và nó bị xỉn đấy các bạn ạ. Để mình xử lý lốt đấy, lại được rồi này. Ho này phải tháo ra xử lý sao cho mọi người kết quả. Khổ đấy, vẫn chưa đủ, vẫn chưa hết bệnh đâu. Vẫn còn bệnh để làm đấy. Thế hóa ra được rồi đấy, này chập chờn nhấp nháy đấy là không phải do nguồn nhá. Vừa nãy mình thấy quạt chạy rất nhanh. Mà khả năng mấy cái con, khả năng cái chân này này, cái chân này nó đang dỉ, cái nhiên nó tụt mất điện áp cho nó ấy các bạn ạ. Cái chân L 5V đây nó đưa qua quận L đi sang mà. Đây bây giờ test thử luôn nhá, xem có đúng không. Đấy, nó nhấp nháy à các bạn kìa. Các bạn thấy nó nhấp nháy rất buồn cười nhá, nó không sáng đều như bên kia đâu. Đấy này, lại đều rồi các bạn, chán chưa, chập chờn. Thôi để mình làm cho mọi người kết quả luôn. Nó lại được rồi đấy các bạn. Con này lối lại, con này gì cũng lối lại. Và mình đang dùng đồng hồ cấp nguồn, mình cấp nguồn nhá. Nó vẫn cứ nhấp nháy các bạn ạ. Đây này. Đó, nó không sáng nữa nhá. Mình định tháo con này ra xem nó hết nhấp nháy thì con này nó lỗi. Nhưng mà như này con TM1668 rồi. Thôi bây giờ phải độ thôi, không có kiểu IC này, bây giờ lại phải độ chân ICS và D thôi. Như vậy là lỗi cuối cùng mình đang nghi ngờ là con TM1668 này lỗi. Đó, sửa chữa mới thấy là nó hỏng hóc ghê gớm thật. Thằng nào vừa nãy nó bị như thế vẫn bấm bình thường. Mình đo nguồn không sụt. Nguồn dương lên 5V đi qua quận L 300 microhenry này sẽ đỡ được lọc 1.4 dập xung nhiễu tới con IC xử lý phím cảm ứng. Còn nguồn dương đi qua con 51 ohm này lọc sập dung nhiễu tới IC này mọi người ạ. Giờ mình không có sát IC này nên phải thay kiểu IC to rồi, IC dán rồi các bạn. Video này chúng ta sẽ thấy là con TM1668 nó có 3 loại sát các bạn nhá. Sát thông dụng nhất là mình đang câu là chính là SMD. Mình câu thì mình tính là mình câu làm sao cho nó chạy được, chứ mình cũng chả cần đẹp. Mình có
đặt thẳng như này thì đây là chân số 1 nhá, thì mình phải lật úp. Đó, chân số 1 này 2 3 4. Mình so le chi giữa xong mình cứ bửa ra thì nó câu được rất nhiều. Những cái chân ở xa quá không bửa được thì bắt đầu mình câu dây đồng. Không bửa được thì mình câu dây đồng nhá mọi người nhá. Tóm lại là câu đúng chức năng chân của cái ông củ chuối này này. Mọi người này, ông TM1668 củ chuối này này. Đấy, mã nó đấy các bạn ạ. Và đây chúng ta sẽ xem kết quả này. Mình sẽ phải cắm cái này vào đây bởi vì là để cho hai con nó giao tiếp nhau, con dưới con trên ấy. Và mát thì 5V thì mình đang kẹp vào con nưng 7805 ở dưới rồi, còn dương 5V này ở đây. Chúng ta sẽ nhìn nhá. Đó, nó không nhấp nháy gì nữa cả luôn. Đây là tắt điện cho mọi người nhìn này. Đó, nó nhấp nháy rất đẹp luôn. Tóm lại là con này ok, nó mới nhận cảm ứng các thứ ấy. Nó đưa sang đây nhưng con ông này bị lỗi nên xử lý là có vấn đề nên nó led nó bị như thế. Nên lúc nó chập chờn lúc không ấy. Nên bây giờ sẽ lắp nốt con này vào nhá. Xem đúng chiều này, khác chiều này. Con này sửa xong thì cắm điện. Ghi mà nó chắc qua một ngày là biết được ngay. Các bạn xem nó có bị lỗi lại không ấy. Mình khẳng định là con kia lỗi rồi, mình check nhiều thứ rồi. Nguồn ok, mọi thứ ok, led tức là led 7 đoạn chập cơ như là không phải led 7 đoạn chập. Còn mấy con led ngoài thì đo cái được ngay, mấy led 7 đoạn chập nó không xảy ra hiện tượng kiểu như này. Mà con IC nó bị xanh chân lên và nó đã chết đấy các bạn ạ. Thực ra nó chết như này thì khách có thể vẫn dùng được bình thường, có cái là nó hiển thị không đẹp thôi. Nhưng mà mang tiếng này đã sửa phải sửa thật ok luôn cả thể lên chứ này. Chạy được bình thường nhưng mà này cứ màn hình cứ chả nhìn chả chuẩn hết thì ra cái gì nữa. Quá lắm không làm gì được thì mới phải để thôi các bạn ạ. Đó bây giờ test nhá. Tí nữa thì lại ra xịt phủ ẩm lại các bạn ạ. Cho nó tăng được cái độ bền. Bắt đầu cấp nguồn lại này. Đó, nó lên đẹp to thế cơ. Đây nhá. Nhà này, con này đấy, chúng ta thấy nó led nó rất là đẹp luôn. Hiển thị E4 luôn này. E4 to vừng tướng và đẹp nhá mọi người nhá. Tại sao nó hiển thị E4? Bởi vì nó có ấy đâu các bạn. Nó có đủ đâu mà. Đó. E4 đấy. Còn đâu khi ghim điện cái thì là nó luôn ở chế độ lock, là cái đèn nhấp nháy lock này sáng này, ghim lại này. Như vậy là cái chỗ dỉ này nó không phải lỗi, mà lỗi là do chính cái con IC này. Nó xanh chân và nó đã bị lỗi rồi, mặc dù mình đã cạo rồi đấy mà cũng không được. Thôi video kết thúc thật nhá, mình sẽ lắp hoàn thiện nó, đi xịt phủ ẩm rồi lắp hoàn thiện nó thôi và mình sẽ theo dõi. Nhưng mình khẳng định nó ok rồi. Đấy, sáng rất đẹp luôn. Như vậy là ban cuối cùng của chiếc bếp từ này là hỏng rất nhiều. Đầu tiên là hỏng nguồn cấp trước. Chết quạt, lỗi ICTM1668 bị chập chạy chập chờn. Còn đâu những cái phần gì đấy thì nó có khả năng vẫn đáp ứng được, nhưng mà mình cẩn thận đấy, mình đã xịt phủ ẩm nữa đấy các bạn nhá. Và cái lúc đầu tiên nó bật lên, đầu tiên đấy mình xong mình xử lý mà nó cứ nhấp nháy này thì mình cứ nghĩ là do cái chân nó bị xỉn do mình xịt cái sơn phủ ẩm và nó tiếp xúc không tốt rồi, nhưng mà không phải, do con IC là chết chập chờn nhá. Thôi chào tất cả mọi người nhá.